Hello Nhĩ, xin mến chào mọi người nha. Hôm nay là tắm cám. Hai chị em tắm cám đi hái quả thị. Đúng không? Bà dụ tôi lên và rung cây cho tôi rớt thôi. Có nghĩa là chỉ có một hoàng tử thôi. Nhưng mà thành ra là hai chị em đi hái táo. Để coi. Các bạn ơi, ăn táo á, là nó làm cho mình sớm. Không, trẻ mãi không già. Đó là chống lão hóa nha. Cho nên Nhĩ một ngày Nhĩ ăn nhiều, rất là nhiều táo luôn. Đó, bây giờ Nhĩ coi thử bà cám. Nãy giờ bà hái bây giờ tắm sẽ trèo lên cây. Nè, to nè. Ui, lên đây to. Trời ơi, merci. Các bạn ơi, coi nè, nhìn nè. Coi nè, nhìn. Ui, trong đây nhiều to lắm Nhĩ nè. Đấy, bây giờ mình qua bên đây coi thử bà. Coi kìa bà cám bà trèo. Bây giờ này nó có lỗ rồi, nó không có bỏ hẳn ra, nó có cái lỗ. Để tôi. Ê, tôi kẹp cái cây. Ê, tôi. Ôi, cái đây nó cũng sâu không à. Nè, tắm ra cái này ngon nè. Bà tắm mà nhờ đến phiên trong cái chương trình thời xưa tắm cám là con tắm trèo lên, con cám rung cây cho rớt chơi. Bây giờ là con cám nó trèo lên thì con tắm nó chỉ rung cây, con dám nó rung đâu, nó đứng nè. Ô, trên đây nhiều to lắm nè, ít thuốc. Trời ơi, đi ăn trộm mà nói to quá các bạn ơi. Ăn trộm mà nói to thật to vậy nè. Bà nội, từ bà chứng ra, bà hứng cho tôi đi. Mà tôi đang đứng trên cây tôi lần rồi. Ôi, các bạn ơi, coi này, nhìn nè. Nhìn cái táo rất là bự nha. Coi nhìn bà cám kìa. Bà cám mà trèo lên cây kìa. Đấy. Không, cây nào, ụt cái nào. Đây nữa mà. Nhưng mà cao quá. Không để trèo nữa trời. Đúng rồi đó, trèo đi bà, trèo đi. Trèo như khỉ á. Ừ. Coi bà cám kìa mọi người. Cái... Không nổi. Để tôi phụ tôi tiếp. Bà phải đứng như thế này nè. Tôi nói tôi mập cỡ này mà bà rung làm sao tôi rớt được. Ngày xưa con cám nó đẹp nó. Ai con tắm. Ê, giờ thôi bà bỡ đít tôi lên đi. Bà mẹ. Bà bỡ đít lên. Chốt tôi. cái này là cái đùi voi chứ đâu có phải là người okay, đâu. Lại. Bỡ đít lên. Bà thèm biết. Nội không có chừng gãy cây người ta. Là năm sau bà không có táo bà ăn đó bà nội. Lại lên. Kia. Bà vừa đẩy tôi. Bà thèm biết. Đó. Có chừng táo nó lót đầu tôi đó là tôi bẻ. Tôi bẻ sọ đó. Ê, bà nghĩ sao mà con ốm nó ấm không mập lên cây này. Con ốm ấm không mập. Đây. Ui, nó rớt đầu tôi. Thôi nhờ mình hái được một cái to lắm á. Ui hề, to mà. Mình hái được một cái to mà. Đây, trời, nó nằm nè. Wow. Nặng lắm mà bà lát nó bà sắt này cho mình chết. Ui, cái con này nó lâu ra. Okay. Đây rồi mọi người. Còn chỗ này cái to nữa không? Ê, chắc thì dục con xe cho thằng người ta ra này. Đừng có lấy bao mới đó nha. Ê, con tôi bắt cái đàn nữa nè bà. Để làm gì? Cái đàn này của Tony cho tôi đó. Trên đây cũng còn mấy trái ngon này, nhưng mà bây giờ bà trèo lên đi. Tôi không trèo nổi, chỗ này đâu có cành đâu mà trèo. Bà trèo tôi quay. Chỗ này không có cành mà trèo. Chỗ này không trèo nổi bà ơi. Ê, bà trèo lên được mà, bà trèo. Cái người bà nhẹ mà. Hồi nãy bà trèo lên cái hàng rào cái kia. Nhưng mà như vậy chưa đủ hả bà? Sao bà tham dữ vậy trời? Người ta nói tham thì thâm á. Đó, hay quá. Bây giờ tôi đứng ở dưới tôi chụp. Rồi bây giờ tôi chừng tôi lấy bao đi mà lên. Tôi chụp mà tôi cười là nó là bà phải lấy bao đi, bà phải lấy bao. Lấy cái bao bà đứng hứng bước qua nè. Bà có cái cây đó đây kìa.
cái hàng rào người ta. Cái này không phải là bây giờ bị á bài skr mà là bị ăn trộm skr. Nè, nè. Không, ghê quá. Cái này nó ngon nè, nó có gì đâu. Đó. Đây nè, hai trái này có ngon không nè? À, hai trái, bà thấy hai trái mình không khỏi nước. Đó. Rồi các bạn ơi, táo rất là nhiều luôn. Đi ăn trộm là về phải giảm muối ăn nha. Tấm thuốc bà phải đưa cái bao ở đây, trên đây có nhiều cái ngon lắm. Ê cái bao tôi... Ê bà, bà coi tôi ngồi trộm hộp trước đây nè. Hình như là bà là sản xuất bao hay sao á. Ừ thì lại lên ở đây. Hay quá. Bà ngay chỗ kia. Ngay chỗ kia đích bà. Có hai cái. Rồi bây giờ tôi chọn. Tôi chọn cho bao hay là tôi chọn. Ê đừng chọn như cái răng của tôi nha. Mấy chục ngàn đúng không? Bà thấy tôi ngồi ngon lành không? Quá đẹp luôn, để tôi chụp cho bà vài tấm. Thôi đủ rồi nhá. Tôi chụp vài bộ này đầy đi. Ê, chết chết mẹ rồi. Đau chân. Đó, nó cái trái bự nhất đó. Đấy. Ê, tôi nghĩ tôi ngu thì nó đi làm chuyện gọi là ân đức không chịu làm. Đi làm chuyện tội lỗi. Đây. Đi làm chuyện tội lỗi mà hào hứng như vậy, hăng hái như vậy nữa. Sao mà ê, vậy nè, bà treo đây này đi. Bà treo đây để tôi... Để tôi chụp vào, tôi chụp cho bà, tôi làm nhân chứng chứ. Thôi nha. Nhân chứng, vật chứng. Đây. Để mình làm. Mình làm nhân chứng sống đi ăn trộm táo đây các bạn ơi. Đây nè. Ở bên Đan Mạch là thường thường là táo nằm ngoài vườn hay là ngoài ấy là người do Đan Mạch là không thèm ăn nha các bạn nha. Khi nào mà người ta những cái chỗ táo nào mà nó thu hoạch đó, nó sạch sẽ, nó bỏ bì, nó đem vô đóng bao, nó bơ vào siêu thị á, thì họ mới ăn nha. Còn chỉ có người mà chúng như là khỉ á, giống như tấm cám nè, là ăn. Mà những cái trái này á thì nó mới là chất lượng nha. Là không xịt thuốc nha. Đang đi chơi. Đấy. Cái bịch này đó rồi còn dục ra ngoài nữa thì thôi luôn. Ê, bà cám mà cám, đây. Ủa cái trái này nó to vậy, sợ cái đây nè. Ê, tôi không có phải là ba đầu sáu tay nhá. Bà tưởng tay tôi là thần kỳ chứ sao mà đó. Quá thần kỳ luôn. Bà trời này sao mà nó rớt ra ngoài không à. Trời ơi. Nè. Ê, nó rớt xuống đất nó mềm uổng chưa. Ủa cái trái này to đẹp lắm nhưng mà hư hết rồi nè. Đây coi, đây coi. Uổng. Wow các bạn ơi. Trời ơi nó to nè. Táo to chưa? Đấy. Ủa đủ chưa vậy bà, tấm thúi. Đủ rồi đó, bây giờ tôi không có phải là Ê bà ngồi im giữ nguyên hiện trường nha.